H4 đấy để tạo thành. Đây là những cái bài mà đã ra trong các đề thi đại học đấy, thầy lọc ra thôi, lọc ra để cho các em làm thôi, đã ra đấy. Thầy đang luyện các em thi đại học ngay từ bây giờ mà, chứ có phải là để thi học kỳ không đâu. Bao giờ em học hết cái phần này thì em đủ trình thi đại học đối với phần này đấy. Trong đề thi học nó có rất nhiều phần, em hiểu không? Thì học xong phần nào thì làm được phần đấy. À, ai xung phong nào? Nam nào? À, bây giờ nhanh thôi, không tính số thứ hóa nữa mà tính nhà trao đổi luôn. Đấy, mấy nhà trao đổi? À, hai nhà trao đổi là ngày mấy? Y hệt như thế đúng không? À, bởi vì là đây là dương 2, à, đây là dương 3, à, dương 4 này, đây là dương 6 này, hai trao đổi đây là dương 7. Dương 7 dương 2 thì là 5 được chưa? Vẫn thế thôi, chỉ có khác một chút. Chéo đi. Ừ. 5, đây là gì? 2, tốt lắm. Đây là hai mangan gan, đây là hai mangan gan đã này, 12K đúng rồi. Đây là 5 x 2 là 10, cộng 2 là 12, 12 chia 2 thì 6. Đấy, những cái gì nó cố định một bên thì bên kia tìm rất là dễ. Thế còn còn hai thằng này là chưa cố định đúng không? Đặt bên nào là x? Ở đây là x đúng rồi. Đấy, cái này là 2x. Đây không có, không có đúng không? Đây không có, đây không có, không có nó đi, không có nó đi. Đây là 2x, rất tốt. À, đúng rồi, lưu huỳnh bằng nhau. À, lưu huỳnh hai vế bằng nhau. Bằng nhau, ta suy ra. Lưu huỳnh đây là 5 nhân 1 là 5 này. Đây là không có đúng không? Ừ, đây là cộng 2x. Bằng bên này là gì đây? X. Ờ, cộng với 2, cộng thêm với 6. Vậy số x trong mấy? Nhầm đúng không? 2 trừ đi 1 là còn x này. 2 cộng với 6 là 8, trừ đi 5 là còn 3. Đấy, thế sau khi tìm x rồi thay vào. Ờ, cái này sẽ thành là 3 đúng không? Cái cách để thành 6. Xong rồi 6h chia cho 2 thì được gì? Được 3, 6 kiểm tra oxy. Với những cái này ấy, thầy khuyên các em là phải kiểm tra oxy thì nó mới chuẩn được. Có đúng không? Thế là tính tổng hệ số. Tổng hệ số 5 cộng 2 cộng 6 cộng 3 cộng 2 cộng 6 cộng 3 bằng bao nhiêu? Cũng bằng 27. Thế vậy chọn đáp án gì? Ờ, đáp án A. Đấy. Tương tự như vậy còn hai con thì các em sẽ tự làm ở nhà. Cộng điểm nha, tôi thấy bạn nào có điểm nào. Nam này. À, Hoàng này. Ai nữa? Hết rồi đúng không? Hay có ai vướng gì nữa không? Các em hiểu bài chưa? Vậy thì đầy đủ 5 dạng. 5 dạng cân bằng phức tạp thầy đã dạy các em đủ hết rồi đấy. Một là dạng có nhiều nguyên tố thay đổi. Dạng 2 là có ẩn. Dạng 3 là có nhiều sản phẩm khử. Và dạng 4 chính là có ion. Đấy, dạng 5 là kết hợp thêm. À, đúng rồi, kết hợp thêm với đại số. Cả 5 dạng, đấy là toàn bộ 5 dạng, đầy đủ những dạng nâng cao ấy. Thế còn dạng cơ bản thì các em biết làm rồi đúng không? Đấy. Chưa thì hôm trước thầy chưa dạy cho lớp em, thế xong con khó khó ban lên
Thế nếu không có phương pháp, thầy dạy xong thì thầy mới cho làm chứ, chưa dạy gì bắt làm thì sao làm được. Đấy, các em học đủ với thầy 5 cái dạng cơ bản này, à 5 cái dạng nâng cao này thì cái nào các em làm được? Không có phương trình nào các em không làm được. Bây giờ thầy sẽ dạy các em thêm một cái nữa là có hợp chất hữu cơ. Dạng có hợp chất hữu cơ thực ra nó có là dạng cơ bản chứ không phải là dạng nâng cao, nhưng mà các em không làm nên vẫn lạ. Dạng có hợp chất hữu cơ nhá, đây người ta phải dạy trước người ta mới cho chứ, tung thế thì có mà kiểu đấy à, kiểu là gọi là khoe à. Rồi đây nha, thầy hướng dẫn là trường hợp này cũng là cơ bản này nhưng mà có hợp chất hữu cơ, có hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ này thực chất là dạng cơ bản hay nâng cao các em? Là cơ bản, đúng rồi. Dạng cơ bản chứ không phải nâng cao đâu. Thầy ví dụ nha, câu câu 18 ở trong tài liệu cho trang 5. Trang 5 thầy mới phát tài liệu ấy. Ví dụ KMNO4 cộng với lại C2H4 cộng với lại H2O để tạo thành MnO2 cộng với lại C2H4 OH tất cả hai lần cộng với lại KOH. Đấy, thầy hướng dẫn các em cân bằng cái phản ứng này. Có hợp chất, thầy viết thừa, viết thừa, viết thừa, có hợp chất hữu cơ. Đấy, các em ghi thầy đề ra cho thầy hướng dẫn. Em ghi xong chưa? Nhanh tay nào. Chất x ở đây chính là MnO2 ấy, nhưng mà thầy muốn là cân bằng cơ, chứ không phải trả lời mỗi câu hỏi đấy. Đấy là câu hỏi lý thuyết thôi. Đấy, cân bằng phản ứng này. Nào. Thầy hướng dẫn phương pháp trước, tí giơ tay sau. Đầu tiên là các em tính số xi hóa bình thường ra, mangan ở đây bao nhiêu? Cộng 7, mangan đây bao nhiêu? Cộng 4, vậy e trao đổi à, 3 e trao đổi, 3 e trao đổi. Tính như thầy carbon ở đây, ai xung phong tính carbon đây nè, mày Hà nè, cộng 1 đúng rồi, đúng rồi, cộng 4 ở đây phải là trừ, trừ 2, tốt lắm. Ok, còn tính như bên này, cái bên này các em không biết cái tính thì các em gộp hết vào thầy là C2H mấy, H4 với H2 là H6 ô mấy, đúng rồi. Đấy, không không tính được thì gộp hết vào. Đấy, tính vào, gộp hết vào là tính rất dễ thôi. Tính đây bao nhiêu, trừ 2 đây bao nhiêu, có một, bây giờ tính dễ chưa, trừ 2 nhân với 2 là trừ 4, 1 6, 6 trừ 4 là còn trừ 2, vậy carbon phải là carbon phải là trừ 1, thực ra trừ 2 nhưng mà chia 2 ra gì nhỉ, trừ 1, đây đặt đây là trừ 1,
Vậy tính nhà trao đổi nào. Trừ 2 mà trừ đi trừ 1 là trừ 2 mà trừ đi trừ 1 tức là cộng 1. Đổi dấu mà, trừ đi trừ đi, trừ đi trừ là thành cộng. Lại nhá. Trừ 2 mà trừ đi trừ 1 thì thành gì nhỉ? Thành trừ 2 cộng 1 bằng trừ 1. Vậy e trao đổi là mấy? 1 e. Các em không cần quan tâm đến dấu. Các em nhớ là cân bằng không phải quan tâm dấu các em ạ. Chỉ quan tâm đến số thôi. Chéo đi. Nhưng mà các em chưa nhân. Phải nhân với chỉ số các em ạ. Ra cái số trao đổi này phải nhân với 2 ở dưới nữa. Vậy mấy? Thành 2. Đấy, thành 2. Hai cái số này giống nhau em để đâu cũng được. Đấy, nhân với dưới nhá, các em nhớ đấy. Bên nào cũng thế. Giống nhau để đâu cũng được. Chéo đi, đây là mấy? 2 ở đây mấy? 3. Xong rồi chéo đi xong bên này. 2k. Thì đây là mn 2. 2k bên kia bên này là gì? 2. Bây giờ đếm hydro các em ạ. Hydro đây là mấy? 12. Ở đây là bao nhiêu hydro rồi? 6 hydro rồi. Vậy đây thêm bao nhiêu? Ở đây có bao nhiêu sẵn rồi? 2. Đây là 6 này, 12 là mấy? Là 8. Vậy đây bao nhiêu? À, đây chưa chưa. Đây là 3 nhân với 2 là 6, thêm mấy ở đây nữa? 3. Đấy, 3 đây nữa đúng rồi. Tính lại hero. Đây là có 4 với lại 2 là 6 này, 6 3 18 này, 18 cộng 12 là 20. 20, 20 trừ đi bao nhiêu đây? 12, và đây còn mấy? Đấy. À, chia cho 2 là 4. Con kiểm tra lại oxy thầy. 2 nhân với 4 là 8 này. Đây là 4 này. Là 12. Bao nhiêu đây nữa? 4 này. Ở đây bao nhiêu? 10. Đây là bao nhiêu nữa? 12. Phải đủ oxy chưa? Đấy. Không có gì khác cả các em ạ. À, thì mà đầu 2 cái phản ứng này là nó mình đã học ở trong sách. Trong sách khoa có phản ứng này. Đấy. Đúng rồi. Trong cái học kỳ 2 lớp 11 có phản ứng này sách giáo khoa. Câu này ở trong đại học mà. Để thi học thì thầy lọc ra, tức là với điều kiện là các em phải học học hết chương trình cả 3 năm lớp 12 rồi thì các em sẽ biết được là có MnO2. Thế còn bây giờ các em chưa biết thì thầy cho. Bây giờ các em ví dụ chuyển sang trang 6 nhá. Trang 6 ở câu số 8. Trang 6 câu số 8 từ trên xuống dưới đấy. Ví dụ 2. C6H12O6 cộng với H24 đặt SO2 cộng với lại CO2 cộng nước. Nào bây giờ là lúc em cân bằng xung phong. Đấy. Đặc, đây là đặc. Đặc cái là nó ít nước lắm. 98% là axit. Nào ai xung phong nữa nào. Bảo Linh nào. Tính thầy số chi hóa đi. Đây bao nhiêu? Trừ 2. Đây là bao nhiêu? Cộng 1. 0. Đúng rồi. Rất tốt. Trừ 2 nhân với 6 là trừ 12. 1 nhân với dương 12 là vừa hết đúng không? 0. Tính bên này. Cộng 4. Vậy e trao đổi sẽ là gì đây? 0 mà trừ đi 4 là ra trừ 4e, nhưng mà phải nhân với 6 ở dưới, 6 4 là được 24e trao đổi. Đấy. Các em hiểu vậy, nhân chỉ số ở dưới chưa? Đấy, cứ tính trực tiếp, lấy cái trên từ dưới, lấy cái trên này trừ trực tiếp này xong được bao nhiêu nhân chỉ số ở dưới. Mà nhân ở đâu thì phải đặt đúng ở đấy. Các em nhân ở đây mà đặt ở đây thì làm sao nhỉ? Lại sai ngay. Nhân đâu đặt đấy, các em nhớ đấy. Tiếp. Ok, đây là cộng. Cộng 6 đây cộng mấy? Vậy trao đổi là mấy? 2. 22, 24 với 2 rút gọn được không? Còn 10. 12 ở đây còn mấy? 1 thì để nguyên. Đây là 6 đây là mấy? Đây là 6 thì đây thử thêm mấy vào đây? Thêm 6.
Đây là 12, thêm mấy vào đây? 12 không đếm H nào. Đây 12H này, đây là 24H. 24 cộng với 12 là ra bao nhiêu? Là 30. 36. 36 chia cho 2. 18. Bây giờ kiểm tra oxy. Kiểm tra oxy hai vế. Bao nhiêu oxy mỗi bên? 54 mỗi bên. Các em hiểu cách làm chưa? Làm bình thường. Vậy đây là câu cơ bản để nâng cao các em. Cơ bản nó không có cái gì đặc biệt cả. Chỉ có điều là các em tính cái số carbon nó hơi ấy thôi. Nó hơi hơi mệt một tí thôi. Đây cho thêm một ví dụ nữa. Đây cho thêm ví dụ vào câu 4. Ví dụ chính là câu 4 đấy, K2 C là 27. Cộng với CH3 CH2 OH cộng với HCl thành CH3 CHO cộng với KCl. Vẫn vẫn ở đấy thôi, vẫn trang 6 câu số 8 nhưng mà câu 4 nhỏ. Cộng với CR CL3, câu này tự luận, không không có trắc nghiệm, không có đáp án để chọn. Gạch ngang là liên kết, là liên kết đơn. Ví dụ như là H thế này này. H này, học kỳ 1 em học liên kết rồi đúng không? À, liên kết đơn là ý nói rằng là cái nhóm này nó gắn với cái nhóm này. Bên kia người ta ẩn đi thôi. Người ta có thể viết gạch vậy được, gạch vậy được. Không viết được mà viết được. Viết là CH3 CHO bỏ gạch đi cũng vẫn được. Đây là hóa hữu cơ lớp 9 em học rồi đúng không? Viết cũng được và không viết cũng được. Nhưng mà người ta viết ra để cho nó rõ hơn thôi. Chính xác, cách làm thì cái viết gộp hết nó vào. Nào, ai xung phong nào? Có ai mới không nào? Đây, Nam nào? Thì một số bạn hết vòng 1 rồi, vòng thứ 2 đúng rồi. À. Tính như thầy xem số sinh hóa là bao nhiêu đây? Trừ 2 cộng 1 cộng 6 đúng rồi. Thế còn cái này? Cộng 3, tính ra trao đổi nào. Luôn nhân với, đúng rồi, luôn nhân chỉ số, đừng nhá, đừng quên nhá. Cộng 6 mà trừ đi 3 là còn gì? 3 nhưng mà nhân với 2 ở dưới là mấy? Là 6. Đấy, kem phải đến đây đã. Kem đến đây đã. Xong chưa? Hương xong chưa? Em hiểu chưa? Rồi, Thủy hiểu bài chưa? Thế tiếp tục đến carbon. Viết gộp lại thành C2H6O đúng rồi. Vậy tính cho thầy xem là bao nhiêu? Nghĩa là trừ 2 cộng 1. Đúng rồi. 6 trừ 2 là dương 4, dương 4 chia 2 là dương 2. Cái này C2H4O trừ 2 cộng 1. Đúng rồi, cộng 1. 4 trừ 2 là 2. Trừ 1. Xin lỗi. Cái này xem lại, cái này trừ 2 này. Cái này cộng 2. Xem lại nhá. Cái này trừ 2. Đấy. Cái này là trừ 1. Tính nhầm một cái vứt ngay. Lại nhá. 6 này. Trừ 2 là còn trừ 4. Trừ 4 thì cái đống này phải là rồi, dương 4 chứ. Dương 6, dương 1 nhân với 6 là dương 6 trừ đi 2 phải dương 4. Dương 4 đống kia phải là âm 4. Âm 4 trên 2 là ra âm 2. Lại nào.
đây là âm 2 này, đây là 1 nhân 4 là dương 4, dương 4 trừ 2 là dương 2. Thì cái C2 này phải là âm 2 chia 2 là âm 1, được chưa? Sau đó các em trừ trực tiếp này. Lấy trừ 2 mà trừ đi trừ 1. Thì là cộng 1 bằng trừ 1. Nhưng mà nhân với 2 ở dưới. Vậy suy ra trao đổi chất là gì? Là 2. Đấy. Tính số xy hóa nó hơi lâu một tí thôi. Nhưng mà cách làm nó không có gì khó cả. Được chưa? Các em viết cái này xuống dưới để các em nhìn nó rõ. Sao tính, sao rút gọn đi. Đây là mấy? Đây là mấy? 3, đây là 3, đây phải là mấy? Đúng rồi. Tiếp C, ở kali là 2, đây phải mấy? 2. Đây là CR2, đây là mấy? 2, không đếm cả lo thôi. 2 cả lo. 6 cả lo là mấy? 8. 8. Bây giờ cân bằng theo oxy hoặc là hay là hydro đều được, cân bằng hydro nhá. Đây là 6 này. Đấy, 6 nhân 3 là 18, 18 cộng với 8 26. Cái này 4 này. 4 3 12. 26 mà trừ đi 12 này còn 14 chia cho 2 được 7. Kiểm tra oxy đây là 7 này. Đây 3 là 10 này. Đây 3 này, 7 này, 10 đúng không? Này rất là đơn giản, kiểm tra oxy đơn giản, không cần bấm máy cũng được. Tóm lại là cái phần có hữu cơ là thế nào nhỉ? Phần cơ bản nâng cao. Cơ bản. Các em tính được số xy hóa carbon thế là xong. Các em chú ý thầy nguyên tắc là tìm số E trao đổi. Cách làm như sau này. Lấy số oxy hóa đầu trừ đi gì nhỉ? Đấy, đầu trừ cuối được bao nhiêu nhân gì? Nhân chỉ số. Đấy. Thế sau khi có con số E trao đổi này rồi thì viết lên đầu luôn, đúng không? Thì nó suy ra là viết lên đầu. Viết lên đầu cái gì nhỉ? Chất mà có cái gì? Chỉ số đã nhân, đúng không? Chỉ số đã nhân. Đây là cái rất là quan trọng. Đấy. Đóng khung này vào. Đây là cách tìm ra số E trao đổi. Thế đây là thầy dạy cách làm siêu nhanh để các em làm gì nhỉ? Để các em chọn đáp án. Thế còn khi mà các em trình bày bài toán tự luận, bài tập tự luận thì các em phải viết bình thường ra. Được chưa? Các em không cần đâu, em nghe tại chỗ cũng được. Ghi là 113. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp tục cho thầy cái phần ứng dụng của số xy hóa tiếp nhé.
Phần ứng dụng của số tiêu hóa hôm trước thì cái tài liệu đây này. Hôm trước em ghi đến đâu rồi? Ứng dụng của số tiêu hóa này. Phân loại chất phản ứng. Thầy hãy dạy tiếp phần ứng dụng của số tiêu hóa. Ứng dụng số tiêu hóa. Lúc trước thầy đã dạy các em là ứng dụng đầu tiên là dùng để là gì nhỉ? Phân loại chất phản ứng rồi đúng không? Phản ứng nào mà có số thay đổi thì gọi là phản ứng gì? Oxy hóa khở. Thế còn phản ứng nào mà không có sự thay đổi số tiêu hóa thì không phải là phản ứng oxy hóa khở. Bây giờ thầy dạy các em cách phân biệt trong phản ứng oxy hóa khở thì có thêm hai cái này. Nó là phản ứng nội oxy hóa khở hoặc là oxy hóa khở nội phân tử hoặc là phản ứng tự oxy hóa khở. Đấy. Nội. Phản ứng nội oxy hóa khở hoặc là oxy hóa khở nội phân tử. Có hai cách gọi nhá, nội oxy hóa khở hoặc là oxy hóa khở nội phân tử. Đấy. Trong tờ nó có cái bài tập để các em tìm thôi. Ok, các em ghi vào vở thầy. Thầy lấy ví dụ này thì các em sẽ hiểu thôi. Ví dụ KClO3 nhiệt phân thành KCl cộng với O2 cân bằng đây là 3/2 vào đây. Đấy, bây giờ thầy sẽ phân tích số oxy hóa. Nào, thầy mời bạn tính số oxy hóa nhá. Mày mấy bình nào, số xóa của kali là bao nhiêu? Cộng 1, hết của oxy, trừ 2 vậy suy ra clo. Cộng 5, tốt. Ở đây, cộng 1, trừ 1. Oxy trong đơn chất, trong đơn chất thì phải là 0. Đấy. Được chưa? Ok, bây giờ chúng ta tính với thầy nào. Số oxy hóa của cái nào thay đổi nhỉ? Của clo. Clo từ dương 5 thành gì? Clo trừ 1. Vậy thì em tính thầy E thay đổi nó là gì? 6, cộng 6 hay trừ 6? Cộng 6 E đúng không? Oxy đang là bao nhiêu đây? Trừ 2 thành oxy gì? Oxy 0. Cộng 2. Trừ 2E. Đây là chúng ta không cân bằng em ạ. Chúng ta không cân bằng nên là chúng ta không cần phải chỉ số gì cả. Phân tích là hiểu thôi. Khi nào cân bằng thì mới cần chỉ số. Khi nào cân bằng thì mới cần chỉ số em ạ. Đây tao có cân bằng đâu. Thầy cân bằng sẵn rồi thầy. Đây là thầy giúp các em nhận ra là phản ứng loại gì thôi. Chứ không phải cân bằng. Không cân bằng thì không cần chỉ số gì cho nó mất sạc. Nó chỉ cần quan tâm đến số xóa thẳng thôi. Vậy thì số S là gì? 2 hay trừ 2? Trừ 2. Trừ 2E. Vậy cái này là cho nhận đây. Nhận đúng rồi. Cái này là nhận E. Nào. Cái này cho nhận E đây. Rồi. Đấy, trừ điểm bằng 2 nhé. Thầy đang giảng bài quay nói chuyện. Rồi. Thầy trừ bạn nào chủ động. Hiểu chưa? Rồi, tập trung vào đây. Thế bây giờ thầy hỏi các em là vậy thì clo là chất gì? Đấy, thật trước dạy các em rồi, chất có khả năng nhận E thì là gì? Khử cho O nhận đúng không? Khử cho O nhận. Vậy nhận E là gì? Đấy.
Vậy thì calo là chất gì các em? Oxy hóa. Thế còn oxy là chất gì? À đúng rồi, phải chất khử. Vậy các em thấy rằng là trong cùng một chất KClO3 có cả chất gì? Lại có cả chất gì? Vậy người ta mới gọi phản ứng này là nội ô chất khử, hay được gọi là ô chất khử nội phân tử. Đấy, đây là phản ứng. Phản ứng oxy hóa khử nội phân tử. Thế các em hiểu nội nghĩa gì chưa? Đúng rồi, nội nghĩa là trong cùng một phân tử. Đấy. Thầy lấy ví dụ khác. Ví dụ khác nha. KMNO4 nhiệt phân thành K2MNO4 cộng với MNO4 MNO2 cộng với O2 cân bằng thêm 2 vào đây thôi. Đấy. Những cái phản ứng oxy hóa khử nội phân tử này cân bằng nhẩm em ạ. Đúng rồi, lớp 8 có phản ứng này chính là phản ứng điều chế oxy. Đấy. Điều chế oxy đã học được lớp 8. Bây giờ chúng ta phân tích số oxy hóa. Ai xung phong tính số oxy hóa nè. Mày Hưng nè. K là bao nhiêu? Cộng 1 oxy. Vậy mangan. Chuẩn. Đây bao nhiêu? Cộng 1 ở đây. Vậy mangan. Cộng 6 tốt lắm. Ở đây. Trừ 2 ở đây. Cộng 4. Vậy thì bây giờ ở đây đi nữa. Không. Vậy thì em thấy là số oxy hóa thay đổi thế nào? Mangan là từ cộng 7 thành cái gì? Mangan cộng 6 và cả bao nhiêu nữa? Cộng 4 nữa. Vậy E trao đổi là bao nhiêu? Bao nhiêu trao đổi? 2 cộng vào là 11. 7 mà trừ 11. À 10. À, nhưng mà cần cân bằng nữa, đây là có 1, đây có 1, đây phải thêm 2 vào đây. MN. Mấy E trao đổi? Cộng 4E. Thế còn oxy là trừ 2 thành oxy gì? Oxy không. Không cần cân bằng thì không cần chỉ số các em ạ. Các em nhớ đấy, khi nào chúng ta cần cân bằng thì cần chỉ số thôi. Đây là phân tích để các em hiểu vấn đề. E trao đổi là gì? Trừ 2E. Các em nhìn vào dấu trừ thì các em nghĩ là cho E, nhìn vào dấu cộng nghĩa là gì? Thế các em đã hiểu vì sao mà thầy không thích chuyển vế đổi dấu chưa? Bởi vì chuyển vế đổi dấu nó mất dấu trừ đi rất khó nhận ra nó là chất gì? Chất cho hay là chất nhận? Đúng rồi, khi mà các em trình bày cân bằng thì các em cứ chuyển vế. Đấy, khi mà các em cân bằng thì các em chuyển vế đổi dấu để nó khớp với sách giáo khoa. Thế còn đây là thầy đang dạy các em để các em hiểu vấn đề. Đây thầy có cân bằng đâu, mà nhân thể số. Thầy có cân bằng đâu. Thầy chỉ phân tích xem đây là phản ứng gì thôi mà. Vậy các em hình dung ra đây là chất gì? Oxy hóa, đúng rồi. Nhận E, oxy hóa. Oxy hóa, viết tắt nhá. Đây là gì? Khử. Vậy thì phản ứng này là phản ứng gì? Đúng rồi, trong một chất có cả phản ứng oxy hóa khử, có cả chất khử chất oxy hóa thì gọi là phản ứng nội cho khử. Đấy, thầy có cân bằng, thầy có chéo trước rồi đâu. Đúng không? Cân bằng sẵn rồi mà. Đây, thầy thêm 2 sẵn rồi thôi. Những cái phản ứng nội cho khử này các em nhớ là không cần cân bằng bằng phương pháp oxy hóa khử, mà phải cân bằng bằng cái gì? Nhẩm nhanh hơn, cân bằng cho khử là lâu hơn đấy. Cân bằng cho khử là nó chỉ áp dụng cho những cái phản ứng không liên quan đến nội oxy hóa khử hoặc là tự oxy hóa khử thì cũng được, nhưng mà nội oxy hóa khử thì đừng, nhẩm cho nhanh. Vậy dấu hiệu là các em nhận biết ra, dấu hiệu nhận biết phản ứng nội oxy hóa khử là gì? Đấy là định nghĩa thôi. Đây là định nghĩa mà. Định nghĩa là trong một chất có cả oxy hóa có cả khử, đấy là định nghĩa. Nhưng mà nhận biết nó nhanh cơ, dấu hiệu để em nhận ra nó nhanh, nhìn biết là nó là phản ứng oxy hóa khử hay.
Đó là hầu như đó là những phản ứng phân hủy em ạ. Hầu như đó là những phản ứng phân hủy. Ví dụ từ một chất thành gì? Đúng rồi, từ chất thành nhiều chất, đó là phản ứng phân hủy. Có hai cái là phản ứng phân hủy. Và thứ hai là số oxy hóa. Nó phải làm sao? Nó thay đổi em ạ. Đấy, thay đổi đúng không? Dương 5 đấy, âm 1, âm 2, 0. Đấy, phản ứng phân hủy và có số oxy hóa thay đổi. Đây chính là dấu hiệu để các em nhận biết. Đây thầy ví dụ nhá. Các em dở tài liệu cho thầy. Đây các em dở tài liệu thầy trang số 1. Trang số 1 bài số 5 ở dạng 2. Tài liệu mới phát đấy, bài số 5 ở dạng 2. Trong các phản ứng xoá khử sau, những phản ứng nào là nội xoá khử? Ví dụ phản ứng 1 có phải không? Phản ứng 1 có phải phản ứng phân hủy không? Không phải đúng không? Phản ứng 2. Đúng rồi, phản ứng 2 chính là phản ứng đây HGS HGO là phân hủy thành cái gì nhỉ? HG cộng với O2 là hai cái này, hai cái này. Thì các em thấy nó có phải phản ứng phân hủy không? Có, số xóa thay đổi không? Đây là dương 2, đây là âm 2, đây là 0, đây là 0. Vậy thì chắc chắn đây phải là gì? Nội. Cái này là oxy hóa này, khử này. Đấy, oxy hóa khử trong một chất. Cái này là nội. Nội oxy hóa khử. Rồi tiếp theo phản ứng số 3 có phải không? Đúng rồi, phản ứng 3 chính là phản ứng phân hủy. Và số xóa thay đổi không? Nó có. Đấy. K2SO3 thành K2SO4 cộng với lại K2S. Cái gì em? Đúng rồi, có cả hai đồng thời em ạ. Cả hai đồng thời. Đây thầy tôi dùng dấu và mà. Có phải không các em? Phân hủy chưa? Số thay đổi không? Đây là dương 4 đúng không? Đây là dương 6, đây là âm 2, đây có thay đổi. Vậy đây cũng là phản ứng nội xoá khử. Nội oxy xoá khử. Thế với các em nhìn sang thầy phản ứng số 4 thì sao? Không có đúng không? Vân vân thì các em sẽ tự làm những phản ứng này. Bây giờ thầy lấy ví dụ khác nhá. Thầy lấy ví dụ này để các em xem nó có phải phản ứng nội xoá khử không nhá. CaCO3 phân hủy thành CaO cộng CO2. Cái này có phải phản ứng xoá khử nội phân tử không? Vì sao không phải? Nó có phải phản ứng phân hủy không đã? Nhưng mà số hóa thay đổi không? Đây là dương 2, đây cũng dương 2, đây là gì? Dương 4 đây vẫn là dương 4, đây là trừ 2 thì đây vẫn là gì? Vậy thì có phải là có phản ứng phân tử không? À, không. Không phải, không phải là phản ứng oxy hóa khử luôn đấy. Vậy thì không phải phản ứng oxy hóa khử, đương nhiên là không phải oxy hóa khử nó phân tử rồi, nó phải là phản ứng có số xóa thay đổi nữa cơ. Thấy các em hiểu cái dấu hiệu này chưa? Đây là dấu hiệu để chúng ta nhận biết là cả hai thì mới là phản ứng nội xóa khử. Bây giờ chúng ta đến với cái loại phản ứng tự oxy hóa khử. Nốt phần này để cho nghỉ. Các em không được đào tạo bài bản thì các em không thể làm được bài tập, mà các em đã hiểu rồi thì các em phải phải làm lại nó kỹ thì lúc đấy thì bài nào cũng làm được. Tiếp theo là phản ứng oxy hóa khử, à tự oxy hóa khử. Phản ứng tự oxy hóa khử. Thầy ví dụ này, Cl2 cộng với NaOH
thành NaCl cộng NaClO cộng với nước. Cân bằng này hai lần thôi. Đấy, những cái phản ứng này thì người ta chả bao giờ người ta hỏi cân bằng em ạ. Bởi vì cân bằng nó rất dễ, người ta chỉ hỏi là phản ứng gì thôi. Nào ai xung phong? Tính thầy số oxy hóa. Hôm nay mới nè. À, Bảo Linh nè. À, không. Trừ 1. Trừ 2 cộng 1 thì đây sẽ là gì? Cộng 1. Em thấy là clo từ 0 này. Một cái giảm xuống gì đây? Trừ 1 tức là cộng 1e. Từ cũng clo 0 này, một cái lên tăng lên gì? Rồi cộng 1 trừ 1e. Cộng thì là gì? Không, thầy không hỏi là cộng vào, mà thầy đang hỏi là cộng e thì là gì, là chất gì? Là chất oxy hóa. Thế còn nhường e thì là chất gì? Là chất khử. Đấy, vậy thì các em thấy là hai cái thằng này cùng là clo không này, một thằng là oxy hóa, là một thằng là gì? Vậy thì có phải cùng bản thân nó phân thành hai phần, nó phân thành hai nửa, một nửa là gì? Một nửa oxy hóa, một nửa kia là gì? Khử. Có nghĩa là có hai clo không, đấy, hai clo không này cộng với nhau thì một thằng là nhận, một thằng là gì? Là cho. Đây, thằng này thành CL trừ 1, thằng này thành CL gì? Cộng 1. Đấy, vậy thì các em thấy đã hiểu vì sao đây là phản ứng tự oxy hóa khử chưa? Đấy, đây chính là phản ứng tự oxy hóa khử. Thế các em đã phân biệt được nội với tự chưa? Nội nghĩa là trong một chất. Đấy, có cả hai chất oxy hóa chất khử. Thế còn tự nghĩa là gì? Cùng một chất phân thành hai vai em ạ. Cùng một chất thay phân thành hai vai, một vai là oxy hóa, một vai là gì? Là khử. Vậy dấu hiệu để nhận biết là gì? Dấu hiệu để các em nhận biết nhanh đấy. Dấu hiệu nhận biết. Phản ứng tự oxy hóa khử. Nào, ai xung phong cho thầy dấu hiệu nào. Trước hết là cộng điểm cho những bạn xung phong giơ tay nãy giờ đã. Có Bình này. Hưng này. Ai nữa? Bảo Linh này. Ai nữa? Nam này, còn ai nữa? Hết rồi hả? Rồi, thế ai cho thầy biết cái dấu hiệu này là gì nào? Thì thầy vừa nói thôi. À, mời Đức Anh nào. Dấu hiệu là gì? Đây, cùng một nguyên tố. Đấy, cùng một nguyên tố này có cùng số oxy hóa. Cùng số oxy hóa. Một cái lên, một cái gì? Một cái xuống, đúng rồi. Một cái lên. Hay một cái tăng được. Một cái gì? Một cái giảm. Một cái giảm số oxy hóa. Đấy là dấu hiệu để các em nhận biết. Đây, các em đóng khung này vào. Đây là chính là những câu trong đề thi đại học. Đề thi học kỳ cũng có thể có. Đương nhiên. Nào, bây giờ các em làm cho thầy ví dụ vẫn là câu 5 ở trang số 1. Dạng 2 phân loại phản ứng đấy. Bây giờ các em nhìn thấy dạng cái phương trình 1 3I2 cộng 3H2O thành HIO3 cộng H5HI đấy là phản ứng gì? Đúng rồi, cùng iốt từ 0 đúng không? Một cái tăng
HIO3 là Y là dương 5, HI là Y là âm 1. Đấy, từ 0 mà tăng lên dương 5, từ 0 là giảm xuống âm 1, vậy đấy chính là tự. Rồi. Cái phản ứng số 6. Phản ứng số 6 là gì? Nitơ ở trong NO là NO2 là bao nhiêu? Cộng 4 đúng không? Sau phản ứng là H NO3 nitơ là bao nhiêu? Cộng 5 NO là gì? Cộng 2, vậy một cái tăng một cái giảm chưa? Chính nó đấy. Thế phản ứng số 7 thì sao? Phản ứng 7 là phản ứng gì nhỉ? Nội. Nội cho khởi. Thế phản ứng số 8. Oxy H2O2 oxy là bao nhiêu? Là trừ 1. Xong H2O để oxy là bao nhiêu? Trừ 2. O2 là gì? Nó không. Vậy từ trừ 1 nó tăng lên không. Trừ 1 để giảm xuống. Trừ 2. Vậy chính là tự. Vậy các em phân biệt hai loại này thế còn cái 4 nhá. Cái 4 là gì? Phản ứng 4. Nitơ là trừ 3. Và nitơ thứ hai là cộng cộng 5. Và sau cả hai thành gì? Cộng 1. Vậy thì hai cái nitơ này giống nhau thì có phải là nội không? À có phải là tự không? Cái này có rất nhiều người bị nhầm lẫn. Cái NH4NO3 này thành N2O cộng với lại H2O. Cái này là trừ 3 này. Cái này cộng 5 này. Cái cộng 1 này. Nhiều người nghĩ là hai này cùng nitơ thì suy ra là gì nhỉ? À, suy ra là tự. Thế nhưng mà đây là tự hay nội? Đây không phải là tự. Lý do vì sao không phải tự? Vì đúng rồi, nó phải là cùng số oxy hóa nữa cơ. Số oxy hóa khác nhau thì nó vẫn là khác nhau. Nó chỉ là gì thôi? Nội thôi. Cái nào là oxy hóa, cái nào là khử trong chất này? Đây. Âm 3 là khử, dương 5 là gì nhỉ? Oxy hóa. Ok, thế vậy về nhà cho các em làm lại cho thầy. Đấy, hôm nay thầy giống như hôm trước đấy, làm lại thầy 3 lần những câu mà cân bằng phản ứng dạng phức tạp đấy. Thế còn bài tập ở trong cái tập này các em làm là cái gì? Các em làm dạng 1 nhá. Làm dạng 1. Đấy, tính số oxy hóa. Mới lại cái phần cân bằng đấy. Cái phần cân bằng dạng 7 trang 5 đấy, cân bằng phản ứng khử là làm được hết rồi đấy, các em làm đi. Thế còn những dạng khác thì các em chưa làm được thì thầy sẽ dạy tiếp. Rồi các em nghỉ đi. Ơi. Tối nay tôi mai làm gì?